Tối ngày 6 tháng 5 tại sự kiện giới thiệu phim 11 niềm hy vọng, diễn viên Nhan Phúc Vinh, người đóng vai chính trong phim, đã chạm trán các cầu thủ chuyên nghiệp của đội tuyển Việt Nam, đồng thời cũng là thành viên của đội tuyển U23 Việt Nam, giành hạng nhì giải U23 châu Á năm 2018. Chàng tài tử điện ảnh đã chia sẻ cảm xúc với phóng viên Báo Thanh Niên. Lần đầu tiên mà Vinh rất gần các người hùng của mình, đó là các tuyển thủ U23. Thực sự thì các em rất là thân thiện, và các em khi mở gần các em thì cảm thấy được một cái tình huống đá rất lớn. Và điều rất là cảm thấy rất là vui nữa khi mà có một số em dành thời gian để đến đây xem bộ phim một hy vọng của Vinh. Và thực sự cảm giác còn hạnh phúc hơn nữa khi mà trong rạp có một số đoạn các em vỗ tay khi bộ phim vẫn chưa kết thúc, và có một số đoạn mà có thể chạm được cảm xúc các em vỗ tay, thì thực sự thì Vinh cũng như là đạo diễn và các anh em diễn viên khác trong rạp cũng rất là xúc động. Khi mà xong ra thì cũng có nói chuyện với Dũng và một vài em, thì các em bảo là các em xem mà các em cảm thấy giống như là bản thân mình ở trong bộ phim. Các em cảm thấy rất là xúc động trong một số cảnh quay, thấy được mình, chính mình ở trong bộ phim này. Và Vinh nghĩ đó là một trong những cái thành công bước đầu khi mà cả ekip, đạo diễn và anh em diễn viên cố gắng thực hiện bộ phim một mình hy vọng. Thực sự hy vọng là với một cái sản phẩm mà tâm huyết và đầu tư rất là chỉnh chu một hy vọng này, thì khi phim ra rạp thì sẽ đón nhận được, thì sẽ được khán giả chào đón, và những người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ dành một tình cảm lớn, tiếp tục dành tình cảm lớn cho đội tuyển Việt Nam cũng như là cho bộ phim này. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.